Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong clip lần này. Khởi đầu trận đấu ở round 3.1 thì mình đang có là công nghệ hộp đồ Bandara và cộng thêm với một cái con người đá cầm ấn pháp sư mọi người nhé. Và với trận đấu này mình sẽ làm cho anh em xem về đội hình pháp sư nha. Để xem được round 3.2 thì mình sẽ có thêm được một cái loại công nghệ gì không. Hy vọng sẽ ra một ấn pháp sư mọi người ơi. Vương miện ma thuật này, tôi sẽ gánh đội này, hoa sen nở rộ à, lõi kim cương để xem nào, kho thần tích này, đồ ánh sáng nha, người đã hỗ trợ nha và nóng tính à, rồi mình sẽ lựa chọn luôn cái kho thần tích để xem ra trang bị gì nhá, đồ ánh sáng đi, một cái bùa xanh mắt lành à, ui từ từ nha, nếu mà game này có bùa xanh mắt lành thì mình sẽ chơi một con tướng đó chính là con Vega đi mọi người nhỉ. Ra Vega đi ha. Chơi Vega nghe có vẻ ổn áp đấy ha. Rồi ok. Mình sẽ run để kiếm Vega nha. Nhân tiện có bùa xanh mắt lành này, chơi Vega thì còn gì bằng đúng không? Thôi để chút đây đi. Ba ma thuật. Mọi người đang có ý tưởng thì hãy comment ở dưới nhá. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Xưởng chế tạo một cái bố rèn 500 ma thuật này. Đấy rồi, có Vega luôn mọi người nha. Có Vega. Ý tưởng ở cái mùa 12 này thì nó cũng hơi hạn hẹp. Nên là để vẽ được một trận đấu hấp dẫn thì cũng cần phải rất là nhiều may mắn và tìm kiếm khá là lâu mọi người ơi. Trong ví dụ trong một tháng thì cùng lắm thì phải tìm kiếm được khoảng tầm cỡ 3 đến 4 siêu phẩm thôi chứ không thể nào mà ngày nào cũng có thể ra siêu phẩm hấp dẫn được. Phụ thuộc khá nhiều đến may mắn. Chứ ở những mùa trước thì chúng ta chỉ cần chơi những đội hình nổ hũ thì là có siêu phẩm ngay. Còn ở cái mùa này thì cái từ đội hình nổ hũ nó không còn trong trí tưởng tượng của các bạn nữa đúng không? Không còn nữa. Vega này em khá ác nha. Combo này mà cộng thêm đồ của On nữa thì mới gọi là tuyệt vời luôn. Có chảo vàng không? Không có à? Cái thứ mình cần là chảo vàng mọi người ạ. Ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ lắp được ấn pháp sư bởi chảo vàng cộng với cả gậy quá khổ mọi người nhé. Combo sành chảo chảo sành vẫn là một combo mình tìm kiếm bấy lâu nay mà vẫn chưa tìm kiếm được. Thực sự là một combo quá là khó khăn. Rồi, Vega 2 sao nha. Cái thứ mình đang cần bây giờ là lõi công nghệ ở round thì chính là 4.2. Mà thường thường mình nghĩ là khởi điểm mà bằng lõi vàng này, tiếp theo lõi kim cương thì lõi quấy nó hay ra cho mình kiểu liên quan tới lõi bạc lắm nha. Mình chơi thì nó hay ra combo như vậy, vậy nên là mình phải có nhiều trận đấu kiểu là tìm kiếm xoay bài tự động ở round 4.2 ấy mọi người. Thì không biết game này thế nào, nói chung là tất cả chỉ là tỷ lệ thôi, chứ không thể nào chắc chắn là xảy ra được như vậy được.
Ma thuật luôn này. Vega bây giờ thì rất là mạnh luôn á, kiểu cảm giác nó chỉ cần cho nó thêm một cái trang bị kiểu bão tố lưu đần thôi là nó khiến cho đội hình đối thủ phải gọi là xây sầm mặt mày ngay. Kiểu. Rồi, ok. Vega. Bụp bụp. Mọi người đang có ý tưởng gì hãy comment ở dưới nhá. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Rồi, ok, ba trang bị cho Vega luôn. Không nói nhiều. Nói nhiều mất hay đúng không? Lắp luôn trang bị luôn. Cái việc mà tìm kiếm được chảo vàng hay sành vàng thì nó phải lên đến tầng round 4.1 trở lên mọi người nhá. 4.1 trở lên thì chảo với sành nó mới ra. Đấy, còn trước ở những round này thì không ra đâu. Phải 4.1 trở lên thì nó mới ra chảo với sành nhá. Nào, chảo sẻng của tôi đâu? Không ra các bạn à? Nếu mà may mắn thì nó sẽ tự ra thôi. Còn không may mắn thì anh em mới phải ron cả 100 vàng nó cũng không ra. Còn nếu may mắn thì chỉ cần ron tầm khoảng cỡ 15 vàng là ra được một cái rồi. Chỉ cần may mắn thôi. Nhiều khi có trận đấu từ 4.1 đến 4.7 mình ron ra được tận một cái chảo và hai cái sẻng luôn. Để xem nào, loại công nghệ ra 4.2 của mình sẽ là gì nha. Cái hạt mình đang chơi là chính là si sao hoàng đế tối cao. Và nếu mọi người đang thích một cái hạt gì như kiểu là hiện tại đang có này là Miss Fortune này, à mình hiện tại bây giờ ở trong cái round mà xoay tua ấy thì đang có Katarina học viện chiến binh này, rồi có thể là Z này từ thần không gian Miss Fortune này, hoặc là có thể là sân đấu thì mình đang có sẵn khá là nhiều nha. Mọi người có thể IB cho mình qua FB ha. FB mình để ở phần mô tả ấy. Lọ kim cương này, quà này bất ngờ. Ui, combo huyền thoại mọi người ơi. Combo huyền thoại nha, đó chính là quà rèn bất ngờ cộng với cả là hộp đồ Banora. Đây là một combo mà nó sẽ khiến cho trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Ui, Vega game này thì phải gọi là bố đời luôn rồi. Mọi người cùng nhìn kìa. Vega của mình đang cầm một cái bùa xanh mắt lành nha, cộng thêm bây giờ này pháo xương cá và bão tố lưu đần. Nó sẽ là một combo mà con Vega nó ném cho đối thủ là không kịp ngáp luôn á. Kiểu ném tùm lum mọi người, mà quan trọng là với pháp sư thì Vega ném tùm lum nhưng mà nó là hai shot một một ném, ngon quá luôn. Chắc chắn là mình phải để dành những cái trang bị gậy quá khổ lại rồi, không sử dụng được. Gậy quá khổ sẽ giúp mình tìm kiếm được ấn pháp sư á. Bốn mươi chín máu, hên quá. Bùa thăng hoa luôn à? Ui, mình đang có hai cái trang bị mà nó phải gọi là siêu đẹp dành cho con Vex luôn nha. Đó chính là dị vật tai ương và bùa thăng hoa mọi người ạ. Đây là một combo huyền thoại để sử dụng nó để hoàn thiện được cái combo khiến cho Vex trở nên bất tử mọi người ơi. Đây combo huyền thoại này, bùa thăng hoa và dị vật tai ương. Kỹ năng của Vex là một trong kỹ năng cũng gọi là tăng khả năng bút giáp. Và với dị vật tai ương thì nó sẽ chuyển một phần của cái sức mạnh phép thuật về giáp ấy, nó thành máu. Trời ơi, Vega bắn tùm lum mọi người kể cho xem đó thấy không? Bắn tùm lum luôn. Combo này cho Vega thì nó cũng quá đẹp luôn rồi. Không có gì phải bàn cãi nữa, combo đẹp thực sự ạ. Ui sổi thăng hoa luôn. Có gì hot không? Mình thì lấy cái gì cũng được hết.
Rồi, lắp một cái line stack đi ha. Bắn nó ra lên cái đĩa ngoài thôi. Game này cũng ngon bởi vì sao? Cái con người đá mình cũng đang cầm một ấn thời không nữa, nên là quá hợp lý để chơi. 7 pháp sư, 6 thời không. Nghe ổn áp nhờ. Nhờ. Bây giờ nếu như mà làm vách 3 sao thì cũng ổn đấy, bởi vì cũng đang có thời không mà. Này, vách 3 sao này, ở vách 2 mọi người này. Thanh kiếm Manaze à? Cảm giác cầm thanh kiếm Manaze nó sẽ ổn áp hơn so với việc là cầm cái pháo xương cá đúng không? Pháo xương cá là nhiều khi nó cũng hên xui quá. Nên mình sẽ lựa chọn luôn thanh kiếm Manaze đi ha. Máy tái chế à? Máy tái chế này thì mình cũng không sử dụng được mọi người ơi, không không có gì để sử dụng hết đấy. Để Vega vào đây đi. Vega giờ mạnh điên luôn đó mọi người ạ. Con Vex cũng vậy này. Mà nãy giờ kiểu đội hình mình khỏe quá nên con Vex nó không thể nó thăng hoa được. Nó không thăng hoa kịp luôn mọi người ạ. Kiểu nó mạnh quá. Nãy giờ mình ron thì cũng để một phần kiếm cái bùa bùa đi mà không ra bùa luôn đấy chứ. Kiếm một cái bùa kiểu ra một chảo vàng mọi người. Bởi vì game này mình chỉ cần có thêm được hai ấn pháp sư thôi là mình sẽ lên được 10 pháp sư luôn nha mọi người nhá. Nên là giờ chỉ cần ra được chảo vàng thôi là bú rồi, không cần nhiều, chỉ cần một chảo vàng thôi. Có chảo vàng là có tất cả rồi. Trong 20 giây cửa hàng động mà. Vega này. Vách đâu rồi? Ra vách nhiều vào. Hay quá. Vách còn thiếu 3 con nữa thôi mọi người. 3 con vách nó sẽ lên 3 sao nha. Vega này. Rồi, vậy là bây giờ này. Mình thì chắc chắn phải để dành lại mấy cái gậy quá khổ rồi mọi người nhá. Gậy quá khổ chắc chắn mình sẽ để dành rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ giúp cho mình để tìm kiếm được combo 10 pháp sư á. Ui anh cứ tưởng tượng đi. Bây giờ Vega mà 10 pháp sư với combo đồ như này thì nó ném như thế nào nhờ? Ném chắc chó chạy luôn. Cái con Vex nó cũng dùng skill như vậy luôn mọi người ạ. Mỗi tội là kiểu mạnh quá thì mọi người kiểu skill nhanh quá thì mọi người khó có thể thấy được cái tốc độ kỹ năng của nó ấy. Vex này. Gậy có khổ nha, để dành thêm cái gậy có khổ nữa chắc chắn rồi. Vex tiếp này, chảo vàng lâu rồi nhờ. Không ra chảo vàng ta, xe rác này. 15 máu này, 2 máu này. Bảy pháp sư luôn mọi người ạ. Hai vậy, một con Vex sẽ lên 3 này và hai con Vega sẽ lên 3 nha. Còn trang bị thì mình cứ để im đây đã. Bởi vì mình đang muốn làm 10 pháp sư ấy, nên mình đang để dành những cái chai gậy quá khổ lại. Bất ngờ lớn à. Vách 3 sao rồi mọi người ạ. Mà nó không ra mình chảo vàng chứ nhở. Ui là thêm một gì vào tay ương luôn. Ui xồi ôi vách cầu đồ kìa mọi người kìa. Bây giờ mọi người sẽ được xem con vách nó cầm combo trang bị huyền thoại nha. Linh hồn sát luôn. Nhờ mỗi tội là con Vega của mình nó mạnh quá. Con Vega nó thực sự rằng là hơi mạnh ấy.
Nên là để con Vex nó thăng hoa được thì nó cũng hơi khó. Đâu 4.900 này, 5.600 máu này. Cực kỳ nhiều máu luôn. Nhưng mà không biết thăng hoa nổi không đây. 15 giây. Ui dồi, Vega mạnh quá. 11 giây. Và đó là bùm, 17.000 máu các bạn ơi. 17.000 máu, đó chất lượng máu mà Vex đạt được nha. Cái này là vẫn chưa có kiểu là 10 pháp sư nhá. Nếu 10 pháp sư nữa thì khủng khiếp luôn. Ok, có ấn thợ săn mọi người à. Khi mình cấm ấn thợ săn mình có thể, à không, khó lắm. Bởi vì bây giờ kiểu là nó tương đối nhiều ấn ý, nên là bây giờ để mà nhặt được một cái ấn thợ săn này để random ra ấn pháp sư thì tỷ lệ nó chỉ là cực kỳ thấp mọi người ạ, thấp cực kỳ luôn. Nên bây giờ chỉ có kiểu là cơ hội tìm kiếm ấy thôi. Bây giờ chỉ có cơ hội kiểu tìm kiếm được cái chảo vàng thôi. Bố chú ra chảo vàng thì mới ra làm được, còn không ra chảo vàng thì cũng khó lắm. Khó nhở. Thường thường mình nhớ là Ron chảo vàng cũng dễ lắm cơ. Mà game này có vẻ cảm giác hơi hơi khoai lang ấy. Để ra đi, Vex ở trên cần hết nha. Đây là Vex, Vex vẫn chống thời không á. Vex mà lên quả 6 thời không nữa thì với combo đồ này thì chắc chắn là sẽ kinh điển rồi. Cộng thêm Soraka hồi máu nữa chứ. Vega mạnh quá nhở. Có khi nào mình nên rút đồ của Vega ra một xíu không? Chứ nó mạnh quá ai rồi. Ok, thăng hoa mọi người này. Thăng hoa, thăng hoa, thăng hoa. Trời ơi, 20.000 máu mọi người ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm như thế này mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ làm như thế này nha. Bây giờ mình sẽ rút đồ của con Vega ra. Hoặc là cho Vega cầm đồ này. Như vậy ấy, mình sẽ có một con Vex siêu khủng luôn mọi người nhá. Nếu mình làm như này thì con Vex của mình nó sẽ tồn tại được lâu. Và cơ hội để thăng hoa lên một cái mốc maximum là có thể. Nhờ, giờ ra hai được hai cái chảo vàng lên level 9 phát là kích hoạt 10 pháp sư luôn á ha. Mỗi tội không ra thôi. Rồi, cũng xem Vex này. 5.200 máu này. Mình bỏ con Vega ra để xem liệu rằng có thể thăng hoa nổi không. Vẫn đất trâu nha. Vách kìa, 8.000 máu đấy kìa, 9.000 máu rồi. Uầy, 10.000 máu mọi người kìa. Thăng hoa. Ui rồi ôi, 24.000 máu mọi người ạ. À, thực sự là con số quá khủng. 24.000 máu. 26.000 ạ. Sờ quanh của đối thủ cũng rất khỏe luôn. Nhưng mà con Vách của mình thì nó lại là 27.000 máu luôn. Quá kinh khủng. Cái này không có 10 pháp sư, chứ 10 pháp sư Vex chỉ còn mana là 20 á. Thì nó spam skill với ác mọi người à. Nhưng bây giờ thì hơi khoai lang bởi vì để mà tìm kiếm được thì cũng khó lắm, khoai lang phết. Bởi vì bây giờ mình phải run ra hai cái chảo vàng cơ. Hai chảo vàng. Mà hai chảo vàng mình mua thì mất tận gần 30 vàng nữa chứ. Hai chảo vàng còn phải lên level 10 nữa cơ. À, level 9 nữa chứ, nhầm. Nào, xin pháp sư đi, pháp sư. Đây rồi, có một cái này nha mọi người ơi. Ui, một cái rồi. Chỉ cần một cái nữa thôi mọi người ạ. Chỉ cần một cái chảo nữa thôi nha. Mình sẽ để ra ngoài luôn. Một chảo nữa thôi là mình sẽ hoàn thiện được combo này. Vách super khỏe. Thời không đâu nhở. Thôi từ từ, mình sẽ không run kiếm thời không đâu. Vách ơi, carry đi bạn. Đây, chỉ cần lên level 9 này, run ra một con Noran Zumi nha, là mình sẽ bỏ đội hình pháp sư gọi là siêu yếu luôn. Để cho một mình Vách đấy, 20 mana cộng skill, cộng gọi là máu vô hạn luôn. Đấy, trâu chưa? Ôi, round này có vẻ hơi đuối nhở.
Cá đuối thế. Cá đuối thế Vick ơi. 12 giây, 11 giây và thăng hoa. Đúng rồi. Trời ơi, 26.000 máu. Giờ sao bạn ơi? Bạn Swen, bạn Châu à? Bạn Châu phết đấy nhở? Bạn Châu nhở? Ai Châu hơn? Học sinh cấp 2 đây. 30.000 máu rồi. 31.000 rồi. 34.000 mọi người ạ. Ui ôi ôi. 34.000 máu. Bây giờ mình chỉ có run để kiếm sẻng vàng và chảo vàng thôi. Lại thêm một bùa thăng hoa nữa này. Vega 3 sao à? Lên Vega 3 sao bây giờ thì mình lại mạnh quá nên mình sẽ không lên nha. Đây rồi mọi người, có hàng rồi. Có hàng nha. Vậy là bây giờ này, mình sẽ chỉ cần lên mình sẽ chỉ cần lên level có một con Noran Zumi thôi là mình sẽ dùng cái này, là mình sẽ có luôn một ấn pháp sư luôn. Là 10 pháp sư mọi người ạ. Rồi, được rồi. Kìa bây giờ thua cũng không sao cả, bởi vì mình đang còn nhiều máu mà, 49 máu thì cũng trâu lắm. Vách khỏe chưa? Khỏe chưa? Rồi, hay quá Nami ơi, Nami choáng quả đẹp đấy. Tiếp tục sẽ là một round tăng hoa tiếp nha. Tăng hoa tiếp nha. Tiếp tục, trời ơi. Quá đáng sợ với thế lực vách này rồi. Uầy, khỏe điên mọi người ạ. Thực sự phải gọi một từ là khỏe điên luôn chứ không phải là khỏe bình thường nữa. Đủ vàng chưa? 72 vàng up level à? 72 vàng up level. Bây giờ mình thiếu mỗi con Noran Zumi nữa. Và cũng có thể ở round đi chợ mình sẽ nhặt được một con Vex. À, round đi chợ mình sẽ nhặt được một cái ấn pháp sư đi. Thì mục đích chính vẫn là 10 pháp sư mọi người. Uầy, mình đang nghĩ đến cái việc là 10 pháp sư xong rồi con Vex nó mana còn 20 nó skill nhờ. Uầy, trời ơi, phải gọi là cái lượng máu vô hạn máu luôn. Bạn ảo à? Bạn ảo của ông 30 máu mọi người, bạn ảo nha. Vex rất khỏe luôn. Nhưng mà khi mà bị dư ăn choáng một phát thì cũng hơi mệt với nó đấy. Chỉ cần bị choáng một phát thôi là không thăng hoa được. Ui. Tiếp tục ạ, 25.000. Chơi game như này gọi là chơi game chứ đúng không? Ui xồi ôi, 35.000 máu ạ. Nào, Noran Zumi đi, có luôn, ok, hay quá mọi người ạ. Nhưng mà có thêm cái gì đấy? Lấy cái này mọi người ơi. Rồi ok. Thì sau khi mình lấy cái này xong ấy thì mình sẽ không có búa rèn. Ấn học giả này, lại thêm bùa thăng hoa nữa. Noran Zumi đi Bly. Ui. Mát nhỏ anh em ơi, nhỏ quá. Trời ơi. Một chút may mắn nữa thôi là được rồi mà không được mọi người ạ. Không ra Noran Zumi. Round này sau nó sẽ random cho mình một cái thành một cái sảnh vàng mọi người nhá, một cái chảo vàng á. Nhưng bây giờ chỉ thiếu mỗi Noran Zumi nữa thôi mà không ra nổi cái này. Nhưng không sao, cơ hội vẫn có. Đây, ui, ra được pháp sư luôn. Rồi. Và đó là rồi luôn. Ok, 10 pháp sư các bạn ơi. Và rút đồ của này ra luôn nha. Bây giờ mọi người sẽ thấy được cái sức mạnh của con Vex này. 10 pháp sư mọi người ạ. 10 pháp sư với Vex combo đồ này. Vãi đái luôn các bạn ơi. Thật sự không thể tin nổi luôn ấy. Bây giờ mọi người cùng xem nha. Sức mạnh là như thế nào.
20 mana mọi người ạ, skill liên tục luôn. Skill liên tục luôn. Một tội skill nhanh quá, đội hình đối thủ chết nhanh quá mọi người ạ, không kịp thăng hoa luôn, 11.000 máu nữa kìa. Uầy. Ây là làm sao bây giờ nhờ. Cái sự khó khăn bây giờ là làm sao để đội hình yếu đi đây. Giờ làm sao để đội hình yếu đi đây. Chứ khỏe quá. Ui, Tâm ơi. Tâm. Không phải lên 9 băng giá đi. Thiếu một con Dyna thôi à. Level 8 con Dyna chắc cũng hơi khoai lang rồi. Ok, đó chính là Vex 10 Pháp Sư. Combo trang bị huyền thoại mọi người ạ. Rồi, một skill, hai skill. Trời ơi, 9.000 rồi, 10.000 rồi, 11.000. Rất tiếc, game này mình muốn gặp kiểu 4 vàng 3 sao luôn đấy mà đối thủ không lên được. Và trận đấu sẽ kết thúc tại đây với một con Vex combo đồ siêu đỉnh và 10 pháp sư mọi người ơi. Chào mọi người, cho mình một like và subscribe nhá. Tạm biệt.